Rồi hôm nay giới thiệu cho cả nhà vấn đề chó đèn xài thời gian nó bị ố vàng hoặc là bị chày sâu nứt như vậy. À, đây, đây những cái vết xước đó, rất là vàng cái chó đèn. Thì mình giới thiệu một cái loại phim để mà dán khắc phục cái những vết chày này lên chó đèn xi như mới và cái màu nó đậm đi, nhìn rất là cứng xe ha. Thì trước khi mà mình làm cho cái vết chày này nó nhẵn đi để mà mình dán phim khối titan lên cho nó ok ha. Rồi đây. Mình cạo cho cái bề mặt chày nó nhẵn đi lại, tại cái này chày quá sâu ha, chó đèn chày quá sâu. Đây là cách khắc phục chó đèn khi mà bị té ngã chày sâu. Nếu mà thay vô hãng mình kêu thay luôn nguyên cái chó đèn thì rất là tốn kém ha, cho nên đây là cách khắc phục là cực kỳ hiệu quả. Mình chú xí anh em coi cái kết quả của nó đem lại ha. Đó. Sau khi mình chạy thấy nhẵn rồi, lúc này bước tiếp theo là mình sẽ dán cái phim khối lên. Đây là phim khối nha, chứ ở bên ngoài có rất là nhiều loại đề can đen trong dành cho dán mấy cái chó đèn, tuy nhiên nó chất lượng không bao giờ bằng được đen khối nha. Đen khối nó lên nó ba lớp, khi mà lên cái chó đèn nó tạo cái độ bóng cực kỳ cao nha, và cái quan trọng nhất là nó sẽ không thấy được những cái vết chày nữa. Những cái vàng ố của chó đèn xài thời gian đem lại nữa. Quay sát nhiều quay coi quay sát gì có thấy cái hình đầu nãy như vậy cầm không? Là mình lọt cái lớp thứ ba ra và mình xem cái độ bóng của titan đó ha. Đây bên đây là đã dán chó đèn phim trong rồi, không còn thấy vết chày nữa nha, vết chày không còn nữa. Còn bên đây là chưa dán nữa. Đó, vết chày còn rất nhiều. Rồi. Rồi, bên đây dán. Đó. Đây. Đây là phim dán chó đèn nha mọi người.